Cây xoài là loại cây ăn trái được trồng ở nhiều nơi trên thế giới và rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Cây xoài dễ trồng, không kén đất, thích nghi với điều kiện khí hậu ở nước ta. Một số giống xoài ngon nổi tiếng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Trung bình một hecta xoài có thể cho năng suất từ 20 đến 25 tấn một hecta, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng trên 100 triệu đồng. Vì vậy, những năm gần đây, diện tích trồng xoài đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng diện tích, dịch hại trên cây xoài cũng ngày trở nên trầm trọng. Trong đó, bệnh do vi khuẩn và bệnh khô đọt khá phổ biến, gây hại nghiêm trọng đến tình hình sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái xoài. Đồng Nai được coi là địa phương có diện tích trồng xoài nhiều nhất Đông Nam Bộ, với hơn 7.000 hectare xoài. Nhiều vùng chuyên canh xoài như huyện Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu, hàng năm cho năng suất chất lượng trái rất cao. Đa số bà con trồng xoài dùng chuyên canh đều áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và có kinh nghiệm trong việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây xoài. Thế nhưng nhiều năm nay, bà con trồng xoài cũng luôn phải đối phó với nhiều sâu bệnh hại phát sinh trên cây xoài. Nhất là vào thời kỳ cây xoài ra qua kết trái, thường xảy ra hiện tượng khô bông, rụng trái, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế. Tôi làm cái vườn này được 17 năm. Trong bệnh thì nhiều bệnh, đốm vàng, rồi khô bông, rồi thúi trái, xì mủ, đủ thứ tùm lum. Mà trong 17 năm này, kết quả nó cũng chưa vào đâu. Lý do chưa gặp thuốc. Có năm thì cũng được mùa, mà có năm thì cũng thất mùa vì thuốc nó đã quá lung tung. Thì thời gian tôi đã chạy theo thuốc thì nó cũng không kết quả lắm. Cái bông khô và cái trái bị lem lép đó, thì tôi sử dụng hoài nó không khi nào mà hoàn toàn là hết được. Ông Trải từng là một trong những nông dân trồng xoài không hiệu quả do lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Trước đây với 2,3 hectare xoài, bình quân một năm ông phải đầu tư chi phí hết khoảng hơn 160 triệu đồng. Trong đó chỉ riêng thuốc bảo vệ thực vật đã hết khoảng 100 triệu đồng. Mặc dù năng suất bình quân 20 tấn một hectare một vụ, nhưng sau khi trừ hết chi phí thì lợi nhuận còn lại không nhiều. Ông Trải cho rằng đối với nhà vườn thì mối lo đáng ngại nhất là bệnh khô bông, rụng bông, nhất là những nhà vườn luôn xử lý xoài ra qua trái vụ. Tuy nhiên, sử dụng thuốc là để phòng trị thì chỉ bằng kinh nghiệm là chủ yếu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sử dụng thuốc bừa bãi, không hợp lý, dẫn đến chi phí cao mà bệnh vẫn không trừ hết. Mới đây, được Chi cục Bảo vệ thực vật của địa phương hướng dẫn, ông mới bước đầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý và cũng đã nhận thấy kết quả khả quan của vườn xoài. Cái lứa bông đầu tôi chưa xài Itatot thì nó đã bị đen, bị khô như thế này. Còn lứa bông thứ hai tôi đã được xài Itatot rồi, cỡ 8-9 ngày mưa rồi. Mà cái bông này nó đã sáng trưng mà đuôi nó lại cong lên. Mà cái thường lệ của tôi xài mà cái đuôi cong lên bông xài như thế này thì đậu mạnh lắm. Theo các chuyên gia, hiện tượng rụng bông hàng loạt trên cây xoài có rất nhiều nguyên nhân gây ra như thời tiết thất thường, xuất hiện sương mù vào buổi sáng và có nhiều cơn mưa trái vụ đúng thời điểm cây đang ra bông, đã làm bông bị đen, rụng. Nhiều vườn xoài sau một vụ mang trái, nhà vườn ít chú trọng cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây cũng gây ra hiện tượng trên. Ngoài ra, một số diện tích xoài bị sâu bệnh như rầy bông xoài, rẹp, sâu đục trái non, bệnh tháng thư. Bệnh do vi khuẩn cũng khiến bị rụng qua trái non ở các vườn xoài. Cũng theo các nhà chuyên môn, bệnh tháng thư do nấm Colletotrichum cloborhoides gây ra. Nấm bệnh phá hại trên cả lá, đọt, bông và trái. Trên thực tế, khi bà con thấy trên cây xoài có những hiện tượng như trên lá có những chấm nhỏ li ti màu đen, sau đó vết bệnh kéo dài, khi cây ra qua thì qua thường khô, sau đó rụng, thì thường mua thuốc trừ nấm về để điều trị nhưng hiệu quả không cao. Điều này cho thấy việc chẩn đoán đúng bệnh để sử dụng đúng thuốc rất quan trọng. Việc phòng trừ bệnh cũng không hề đơn giản do các loại sâu bệnh hại xoài rất phức tạp. Nếu không phòng trừ kịp thời, năng suất có thể sẽ mất trắng. Cái khó nhất của cái giai đoạn mà để kích thích ra bông của trái mùa đấy thì nó đòi hỏi cũng phải có một số cái chế phẩm để nó phát triển cái hình thành mầm hoa. Thế sau khi hoa nó ra rồi thì nó lại ra vào mùa mưa, mà cái mùa mưa thì nội cái chuyện mà bung nụ mà gặp mưa đã là giảm tỷ lệ thụ phấn. Trong quá trình
nở hoa đấy thì nó lại có rất nhiều những loại bệnh và côn trùng phá hại. Ví dụ chúng ta thấy cái loại dày nhảy, ví dụ chúng ta thấy loại than thư, loại bọ xít mũi, nó làm cho khô bông, nó làm cho bị đen bông. Vấn đề chúng ta phải xác định đúng và chúng ta phòng trị kịp thời tổng hợp. Cái đen bông ấy thì người ta chỉ thấy là cái nguyên nhân là do cái bọ xít mũi nó chích ở cái cuống của bông hoặc là do than thư. Nhưng rất nhiều nông dân sau khi mua những loại thuốc trị nấm, than thư, xịt thì lại thấy nó không đỡ. Thế thì gần đây chúng tôi thấy được một cái tin mới nhất ấy, là cái công ty Việt Nông họ cũng làm rất bài bản, họ mang về phòng lab, phòng thí nghiệm, họ xác định là có cả xuất hiện cả vi khuẩn, kể cả nấm, kể cả vi khuẩn thì nó xuất hiện thì nó đều làm khô bông, nó làm đen bông và nó làm rụng bông. Thế nhưng mà ở đây cái nấm mà do than thư đấy thì thường nó xuất hiện ở cái phần, ở những nhánh cành trước đã, xong nó mới lan đến bông. Thế còn vi khuẩn thì nó xuất hiện ngay ở trên những cánh bông và trực tiếp bông luôn, rồi nó lan xuống. Đấy là hai cái đặc điểm khác nhau. Thế còn cái một loại nữa phá hại ấy, thì là cái bọ xít mũi. Cái bọ xít mũi thì nó lại chích ngay ở cái cuống của mỗi cái phát hoa. Và bắt đầu từ đấy nó thối đen, 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 nó lan dần và nó làm cho khô bông. Mặc dù bệnh vi khuẩn trên xoài xuất hiện đã lâu, nhưng có rất ít nhà vườn chú trọng. Chính vì vậy mà năm 2011, nhiều diện tích trồng xoài ở Đông Nam Bộ bị thiệt hại khá nặng do bệnh vi khuẩn gây nên. Tuy nhiên, cũng có bà con trúng lớn nhờ có kinh nghiệm trong việc phòng trị bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Như vườn xoài của người nông dân này, để có được vườn xoài ra quả đồng loạt như thế này, ông đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong canh tác, trong đó việc thường xuyên sử dụng thuốc phòng ngừa bệnh than thư và bệnh vi khuẩn cho cây xoài để góp phần đưa năng suất, chất lượng trái lên cao. Cây xoài nó hay là xuất hiện cái bệnh than thư là nhiều nhất. Theo hàng năm là cái bệnh nó bị mưa nhiều, cho nên nhiều khi ra bông nó cũng thối, nó không đậu. Năm nay thì xài cái thuốc mới này cho nên nó cũng kết quả, cũng như cái vườn bông là thấy là kết quả hơn mỗi năm. Là năm mấy năm thì nó được là 50%, nay là 100%. Cũng như lúc đầu thì mình phun kích cho nó ra rồi đó. Thì bắt đầu cái loại mà A thuốc tốp á, với lại Y tra tốp á, là hai cái thuộc cộng. Mưa là cỡ như là từ ngày ra bông bây giờ là mưa luôn rồi, chứ không có hồi nào nghỉ á. Mưa suốt ngày suốt đêm luôn. Nếu mà ngày xưa là đám này đi tiêu hết, không còn bông nào hết á. Theo các nhà chuyên môn, vi khuẩn là một trong những bệnh nặng gây hại cho cây xoài. Chúng xuất hiện và gây hại khá phổ biến, đôi khi rất trầm trọng ở nhiều vùng trồng xoài của nước ta, kể cả một số nước trong khu vực. Hiện nay, ngoài bệnh than thư và phấn trắng gây hại, thì bệnh mới do vi khuẩn gây hại cũng làm thối đen, phát qua và xì mũ trái. Vì vậy, nếu chỉ sử dụng thuốc trừ nấm phun xịt thì sẽ không diệt được vi khuẩn. Cái bông xoài mà bà con nhìn đây, chúng ta thấy đây là đen bông, đây là khô bông. Thế lúc đầu thì chúng ta đã được tập huấn, chúng ta được nghe nhiều thì đây là bệnh do nấm gây ra, gọi là bệnh than thư. Thì bà con chỉ mua thuốc nấm xịt nhưng mà không thấy đỡ. Thì lần nữa chúng tôi khẳng định là trên cái bông xoài này nó vừa xuất hiện cả nấm gây bệnh than thư, vừa có cả vi khuẩn. Trên cái cơ sở đó sử dụng cái thuốc Isatot, là đây là một cái loại thuốc mà nó có hai hoạt chất, mà theo chúng tôi đánh giá là hai hoạt chất nó kết hợp cùng lúc, là cái loại gồm có streptomycin sulfat và oxit tetracycline. Thì hai cái hoạt chất này chúng ta biết ngay là nó đặc trị trừ khuẩn rồi. Thì sau khi người nông dân xịt, người ta thấy cái bông nó đậu liền, bởi vì phối hợp cả thuốc trị nấm lẫn thuốc trị vi khuẩn thì mới giữ được cái bông đó. Khi nào chúng ta thấy ở vườn nó nhú bông khoảng độ 1/3, bắt đầu nó nhú cái bông lên rồi, thì chúng ta lại xịt phòng bệnh đi đã. Nếu mà đợi nó bung ra có bệnh rồi đấy thì chúng ta xịt nó hơi trễ. Ngoài ra cái than thư nó vẫn tiếp tục phá hại ở trên trái nữa, nó tạo thành những đốm mà bà con hay gọi là đốm vòng đấy. Và cũng có kể vi khuẩn đốm trái nữa. Nhưng mà cái đốm vòng thì nó loang ra dần dần dần, nó cũng làm cho trái hư. Hoặc là nếu không thì cái giai đoạn thương phẩm nó cũng rất kém. Thế nên là bà con nên chú ý chăm sóc. Để phòng trị tốt nhất bệnh vi khuẩn làm đen và rụng bông xoài, bà con sử dụng sản phẩm Y-Chat-Tốt 900SB để phun. Cách sử dụng, bà con nên pha 30g Y-Chat-Tốt trong một phi 220 lít nước, phun phòng hoặc trị sau mỗi trận mưa lớn để sát khuẩn, trị nấm, rửa bông. Bà con có thể pha chung với A2-Octop 480SL 100ml trong một phi 220 lít. Để phòng trị thêm bệnh than thư, phấn trắng. Hiện nay tại các vùng trồng xoài chuyên canh như Vĩnh Cửu, Định Quán của Đồng Nai, bà con nông dân đã lựa chọn sản phẩm thuốc Y-Chat-Tốt phun
phòng trị bệnh vi khuẩn kết hợp với thuốc Atuoctot 480 SL 100 ml để phòng trị thêm bệnh thắng thư phấn trắng. Đến nay, theo kết quả thực tế của nhiều bà con, thì khi phối trộn hai loại thuốc này để phun xịt, bông xoài giữ được rất lâu và không bị đen bông, đậu trái tốt, nhờ vậy mà năng suất vườn xoài không bị giảm. Hiện nay, cây xoài là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người trồng. Tuy nhiên, trong quá trình canh tác, bà con cũng gặp một số khó khăn, như nếu cây ra qua gặp thời tiết bất lợi, mưa nhiều hoặc vào thời điểm nắng nóng, độ ẩm không khí cao sẽ làm phát sinh nhiều sâu bệnh hại, làm tỷ lệ đậu trái thấp, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Vì vậy, ngoài việc cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây xoài, việc phòng ngừa bệnh theo định kỳ rất quan trọng. Khi cây xoài có triệu chứng khô bông, không thụ phấn được, thì bà con nên phun thuốc trừ nấm kết hợp với thuốc trị bệnh vi khuẩn để có hiệu quả cao. Với biện pháp kỹ thuật này, chắc chắn bà con sẽ có một mùa bội thu.